Luật chơi vòng 3, ai hiểu con hơn? Thử thách cuối sẽ có 5 câu hỏi xoay quanh về bé hoặc về gia đình. Trong vòng 90 giây, ba mẹ và bé sẽ cùng trả lời câu hỏi. Thời gian sẽ được tính và dừng lại sau khi cả hai bên đưa ra đáp án của mình. Mỗi đáp án trùng khớp tương ứng với một hộp quà may mắn. Trong tổng số 5 hộp quà với số tiền thưởng ngẫu nhiên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu đồng. Số tiền thưởng mà gia đình nhận được chính là tổng số tiền từ hộp quà may mắn mang lại. Tại vòng thi Ai Hiểu Con Hơn, thông qua việc trả lời các câu hỏi với nhiều chủ đề khác nhau, những câu chuyện thú vị của từng gia đình tham gia chương trình được hé lộ và suy nghĩ của các bé về những vấn đề xung quanh cũng được thể hiện rõ nét. Hãy cùng chúng tôi theo dõi phần thi của gia đình bé Bình An và Thảo Nhi. Ai là người dễ tính nhất nhà mình? Dễ tính nhất nhà mình. Chơi lại, con ghi xong rồi. Tạm ngưng thời gian, ngước úp bằng xuống. Rồi. Chuẩn bị 3, 2, 1. Mời con. 3. Ủa sao là ba dễ tính nhất ta? Dạ, tại vì con đòi gì ba cũng cho hết trơn. Sung sặc ha. Nhưng mà nuông chiều quá sợ bé hư không anh? Không, con bé này là đòi những cái thứ nói chung là không đến mức độ mà để gọi là chiều hư được, những thứ cần thiết. Ví dụ như mà người ta, ví dụ hôm nay ngày mai là con có ba phải đi mua sách Anh văn cho con để mốt con đi học, nhưng mà như người ta là ngày mai cũng mua, nhưng mà con gái là bắt buộc là đã học về là cô dặn như vậy là hôm nay phải đi mua, muốn làm liền ngay trong buổi chiều tối luôn. Đúng rồi, 9 giờ cũng phải đi mua cho bé rồi đó, 12 giờ đêm cũng phải đi mua luôn. 12 giờ đóng cửa mất rồi em. Gia đình mình vui vẻ quá à. Câu 2 như sau: nếu bé có em thì bé sẽ làm gì ta? À trời ơi, dễ thương quá. Không cần biết là em trai hay em gái. Con thì sao? Cái việc thường mà bé thẻ hay làm là gì? Mẹ ấp bạn xuống đi. Rồi ấp bạn xuống. 3, 2, 1, xin mời kết quả. Con nói lớn lên nè. Chơi với em. Trời, bên mẹ là chăm sóc em. Chơi là còn không sao con, không sao. Dạ đúng rồi. Vậy là hai cái cường độ nó khác nhau, hai hoạt động cũng khác nhau ha con ha. Mặc dù là mình dành hết tình cảm cho em là đúng rồi đó. Câu hỏi số 3: nếu một ngày bé bị ăn hiếp ở trường, bé sẽ làm gì ta? À, bé bị ăn hiếp có bao giờ về không ta? Tâm sự với mẹ không? Đó, cô che lại nha. Với ba mẹ. Thường ăn hiếp là hay về là gặp, nếu mà là cô sẽ chạy về mét với mẹ, mét với ba. Còn chú là chú khóc tại chỗ cho người ta vừa lòng. Đó rồi, con xong rồi. Xong rồi, 3, 2, 1, mời đáp án. Nói với gia đình, trời ơi, hình trái tim nữa. Kể cho ba mẹ. Kể cho ba mẹ. Quá khác luôn, thấy không? Không dính được chữ nào của con gái à. Nhưng mà nội dung y chang, trùng khớp. Chúc mừng con. Câu hỏi số 4: nếu như bé Nhi tiếp xúc với người lạ thì bé sẽ làm gì? Đó, bé Nhi tiếp xúc với người lạ mà không có mình ở đó đi, mà mình thấy nha, thì bé hay làm gì nè? Dạ, con biết rồi, bạn ghi. Nhanh nào. Đáp án của Thảo Nhi là hết giờ rồi, 5. Khá bất ngờ nha. 3, 2, 1. Hết giờ luôn. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời đáp án. Rồi con giải thích ý của con đi nè. Dạ, con sẽ kêu ba mẹ dẫn con đi về, bởi vì người lạ là người đó không quen mình, cho nên mình không được tiếp xúc với người lạ. Nên nói ba mẹ là phải đi về, gặp lạ đi về liền. Còn ba mẹ thì là không tiếp xúc. Là ba mẹ có dặn bé là không tiếp xúc với người lạ không? Dạ có. Bé mà gặp người lạ thì mình đâu có biết là người đó là tốt hay xấu, nên là tốt nhất là không tiếp xúc là tốt nhất. Như vậy là từ cái động lực nè cho đến cái thông điệp mà mẹ muốn truyền tải lại, kinh nghiệm cho con tiếp xúc người lạ như thế nào là mình giữ khoảng cách xa ra, không tiếp xúc, mình đi về. Trùng khớp. Chúc mừng cả nhà. Chỉ còn 5 giây thôi nên vừa nghe câu xong là mình phải trả lời liền. Chuẩn bị. Nếu mẹ giận bé thì bé làm gì để mẹ không còn giận nữa? Làm gì nè? 5, 4, nhõng nhẽo, 3, nũng nịu, 2, 1. Hết giờ. Xin lỗi mẹ. Ngồi buồn xin lỗi. Trời ơi, giống như tả ngồi buồn xin lỗi. Dạ, trùng khớp. Phần thi Ai Hiểu Con Hơn đã mang về nhiều phần quà giá trị dành cho gia đình. Nhưng điều quý giá nhất có lẽ chính là tình cảm của các con dành cho ba mẹ lúc lựa chọn để mở phần quà. Con được quyền lựa chọn 2 hộp quà. Thì theo con, với 2 lần lựa chọn này, con sẽ muốn tự mình lựa hay là giao cho ba mẹ? Con cho ba mẹ chọn. Trời, cho ba mẹ luôn. Là mỗi người lượt hay là một mình ba là hết 2 lượt luôn? Ba một lượt, mẹ một lượt. Giỏi, cưng quá à. Lúc nào cũng ưu tiên ba mẹ ha. Rất là hiếu thảo. Với 3 lượt lựa chọn, con muốn phân bố cho ai chọn quà? Dạ, con sẽ là người chọn đầu tiên. Sau rồi bố con, sau rồi mẹ con. Rồi, mời con. Con chọn đi. Dạ, tại vì ba con đang mặc cái áo chấm bi nên con sẽ chọn cái hộp chấm bi này luôn. Rồi, mời con. Dạ. Các bé thật đáng yêu đúng không nào quý vị? Hy vọng cả nhà cùng vui sẽ luôn là cầu nối giúp gắn kết và tạo cơ hội cho các thành viên trong gia đình có dịp cùng nhau trải qua những kỷ niệm thật đẹp trong tuổi thơ của các bé. Trước khi tạm biệt chương trình, hãy cùng Hoàng Rapper lắng nghe những tâm tư, tình cảm của các thành viên trong gia đình. Thì không biết là ba mẹ có dành cho con gái một cái lời kỳ vọng nào đó không? Nói chung là gia đình được vui và thỏa sức cái đam mê của con và cũng của ba mẹ luôn. Và cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo ra những cái game show rất là bổ ích. Còn ba Nam thì sao ạ? Rất là kỳ vọng là bé sau này sẽ còn phát triển được tốt hơn nữa. Dạ. Bé cũng thường là xuyên là cũng tham gia theo dõi chương trình, cũng là muốn đến với đăng ký để tham dự chương trình. Dạ. Đây cũng là một cái chương trình để cho bé học hỏi thêm, để bé nó còn mạnh dạng dĩ hơn sau này. Dạ, cảm ơn ba nhiều. Còn với mẹ Hân thì sao ạ? Mẹ mong muốn con gái mình sau này sẽ như thế nào, hay là làm nghề gì? Dạ, mẹ thì cho bé thuận theo tự nhiên. Dạ. Bây giờ có thể là bé thích lớn lên là con làm mà nhà trẻ thú cưng. Nhưng mà sau này bé lớn lên thì bé thích cái gì thì mẹ sẽ ưu tiên chọn lựa cho bé cái điều đó. Ba mẹ luôn muốn đồng hành cùng với con mà. Nhưng mà dù sao á, ba mẹ sau này là sức khỏe không còn mạnh giống như giờ, mà con thì càng ngày càng trưởng thành hơn. Con có muốn lo lắng cho ba mẹ không? Dạ có. Con muốn nuôi ba mẹ không? Có. Có nấu cơm cho ba mẹ ăn không? Dạ có. Kiếm tiền về đưa hết tiền cho ba mẹ được không? Dạ có. Đúng rồi. Cứ để ba mẹ là ưu tiên hàng đầu nghe em. Dạ. Vậy hứa với ba mẹ điều gì nè? Dạ, con hứa với ba mẹ là con sẽ học giỏi, con sẽ nghe lời ba mẹ, cha mẹ, ba mẹ vui lòng. Giỏi lắm, giỏi lắm. Và quý vị có thể cảm nhận được những tình cảm rất là thiêng liêng, rất giá trị bởi hai chữ gia đình, và tất cả sẽ có tại chương trình Cả Nhà Cùng Vui, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Chương trình Cả Nhà Cùng Vui được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hoàng Rapper và Kim Thảo xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.